Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 20 tháng 3 tăng trở lại tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước. Giá tiêu hôm nay ngày 20 tháng 3 trong khoảng 93.000 đồng đến 95.500 đồng một ký. Sau một ngày giảm vì những tin đồn nông dân xả hàng mặn, giá tiêu tiếp tục tăng trở lại khi nguồn cung thấp. Ở trong nước, nhiều địa phương cơ bản đã thu hoạch xong vụ tiêu năm nay. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 95.500 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 93.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 93.000 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 95.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 95.000 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng một ký tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước, giữ ổn định ở những khu vực còn lại so với cùng thời điểm hôm qua. Sau một ngày giảm vì những tin đồn nông dân xả hàng mặn, giá tiêu tiếp tục tăng trở lại khi nguồn cung thấp. Ở trong nước, nhiều địa phương cơ bản đã thu hoạch xong vụ tiêu năm nay, đơn cử như huyện Chư Bắc, tỉnh Gia Lai. Theo ghi nhận của báo Gia Lai, đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 95% diện tích, năng suất bình quân từ 2,5 đến 3,5 tấn tiêu khô trên 1 hecta. Sản lượng toàn huyện ước đạt hơn 456 tấn. Giá hồ tiêu năm nay tăng cao so với các năm trước nên bà con rất phấn khởi. Với giá hồ tiêu hiện nay khoảng 90 triệu đồng trên 1 tấn khô. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, bà con nông dân thu về khoảng trên 220 triệu đồng trên 1 hecta. Gia Lai đang bước vào mùa khô với thời tiết nóng gay gắt. Thời điểm này, người trồng tiêu trên địa bàn tỉnh cũng đang tranh thủ tập trung nhân lực cho việc thu hái nhằm sớm kết thúc mùa vụ để tái chăm sóc cây, tránh làm ảnh hưởng đến mùa thu hoạch sau. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen lâm bông Indonesia chốt tại 4.291 USD trên tấn, giảm 0,26%. Giá tiêu đen Brazil Esta 570 ở mức 4.375 USD trên tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia Esta giữ mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng muôn tóc 6.242 USD trên tấn, giảm 0,26%. Giá tiêu trắng Malaysia Esta vẫn ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.100 USD trên tấn với loại 500g trên lít. Loại 550g trên lít ở mức 4.200 USD trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 5.900 USD trên tấn. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết giảm nhẹ giá tiêu tại Indonesia sau phiên tăng hôm qua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất.